Thanh Thảo xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Thời tiết du ký. Quý vị có biết là ngoài biển thì ở miền Trung còn có những đồi cát tuyệt đẹp, nắng vàng rất mật. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với Quy Nhơn, Bình Định, vi vu trên đồi cát mang cái tên thật là đẹp, đó chính là đồi cát Phương Mai. Đồi cát Phương Mai nằm cạnh bãi biển Nhơn Lý và cách trung tâm thành phố Quy Nhơn chỉ tầm khoảng 20 km thôi ạ. Tùy vào gió biển ở Nhơn Lý mà vân cát ở trên đồi sẽ có những hình thù hay là những cái vân rất là độc đáo. Điều này thu hút rất là đông các bạn trẻ tò mò đến đây để khám phá. Một bạn khán giả có cảm nhận rằng đây giống như là một sa mạc, còn một bạn khác thì đã có một bức ảnh check-in kèm theo chú thích rằng là cát và gió trên Instagram, một bức ảnh rất là đẹp. Vào buổi sáng sớm, dịu mát và buổi chiều lộng gió là thời điểm tuyệt vời nhất để chúng ta đến với đồi cát, bởi vì thời điểm ấy thì không gian sẽ cho ta một sự yên tĩnh, thư thái. Chưa kể đây là lúc nhiệt độ mát mẻ và dễ chịu nhất đấy ạ. Mùa này ở Bình Định thì cũng hay có mưa, nhưng những cơn mưa sẽ không lớn và bạn hãy cứ yên tâm để khám phá vẻ đẹp của đồi cát. Dự báo là vào ngày 28, tức là ngày Chủ nhật thì mưa sẽ nhiều vào ban ngày, buổi tối thì trời tạnh ráo, còn ngày thứ 2 và ngày thứ 3 tuần sau thì mưa chỉ có đôi chút vào buổi tối thôi ạ. Nhiệt độ ngày mưa nhiều và ngày mưa ít chỉ chênh lệch với nhau khoảng 1 độ, cao nhất là đầu tuần tới nhiệt độ lên tới là 33 độ, bạn sẽ thấy hơi nóng một chút vào buổi trưa. Còn về đêm thì đúng như đặc thù của thành phố biển luôn, trời mát nhanh, lúc 4 giờ sáng là nhiệt độ chỉ tầm khoảng 25-26 độ. Thời tiết du ký xin được tạm dừng tại đây.